kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, vùng thấp nóng tiếp tục chi phối, nắng nóng gay gắt vẫn đang tiếp diễn nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ trong ngày mai, với nhiệt độ trong khoảng từ 10 giờ trưa đến 17 giờ chiều mai, lên cao từ 35 cho đến 38 độ. Trong đó, vùng Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, tiếp tục ở ngưỡng là từ 39 cho đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Ngay cả thời điểm về đêm, ngoại trừ vùng núi cao có nhiệt độ giảm xuống dưới 26 độ, còn lại hầu khắp khu vực đều có mức nhiệt độ ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ, nên cảm giác khá oi bức. Dự báo, đợt nóng gay gắt lần này tại các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 6. Sau đó, thời tiết khu vực sẽ có chuyển biến từ ngày thứ ba giữa tuần sau, tức là ngày 6 tháng 6, với mưa dông và nắng nóng chấm dứt. Lui xuống khu vực Trung Bộ, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa, Phú Yên và cả Ninh Thuận, ngày mai nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 cho đến 39 độ, có nơi sấp xỉ 40 độ. Về đêm thì nhiệt độ có giảm nhưng vẫn còn trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ, trời hầu như không mưa. Thưa quý vị và bà con, nắng nóng tại Bắc Bộ và các tỉnh thành Trung Bộ nhiều ngày sẽ khiến nhiệt độ nước trong ao nuôi tôm tăng cao, vượt ngưỡng giới hạn cho phép, sẽ gây stress cho tôm nuôi và phát sinh dịch bệnh gây chết tôm hàng loạt. Vì vậy, bà con cần có giải pháp chống nóng cho tôm như sau. Đối với những ao đầm nuôi quảng canh diện tích rộng, cần gia cố bờ, cống chắc chắn nhằm giảm lượng nước rò rỉ. Cần đào các mương trong đầm dọc theo cống, sâu từ 0,5 cho tới 0,8 mét, rộng từ 2 đến 3 mét và cứ cách 5 mét thì đào một mương. Khi trời nắng nóng, tôm sẽ di chuyển xuống để tránh nóng. Đối với ao nuôi tôm bán thâm canh hoặc là thâm canh, cần nạo vét hết lớp mùn, bã hữu cơ, bùn đen lắng đọng từ vụ trước trong ao, san đáy bằng phẳng hoặc là lót bạt ở đáy và gia cố bờ ao. Nên thiết kế ao lắng có độ sâu lớn từ 2 cho đến 3 mét, trữ nước mát cấp cho ao tôm trong những ngày nắng nóng. Bố trí hệ thống quạt khí phù hợp và nên sử dụng dàn quạt lông nhím để có thể cung cấp đủ lượng oxy hòa tan xuống tầng đáy và tránh phân tầng nhiệt độ trong ao. Khi trời nắng nóng, tôm sẽ giảm ăn, bà con cho tôm ăn lượng thức ăn bằng 70-80% lượng thức ăn hàng ngày và tăng lượng thức ăn vào cứ ăn trời mát. Sau khi thả tôm 10 ngày thì nên dùng chế phẩm sinh học té xuống ao để tạo hệ vi khuẩn có lợi, đồng thời tiêu thụ bớt dinh dưỡng trong nước ao, giảm tảo phát triển, ổn định pH và độ kiềm trong nước. Khi nắng nóng thì bà con dùng màn lưới đen chống nắng căng phía trên mặt ao để hạn chế bức xạ của ánh sáng mặt trời, giảm tăng nhiệt nước ao và tránh gây sốc cho tôm. Tăng cường sục khí trong ao để hàm lượng oxy được cung cấp đủ ở mọi tầng nước. Trở lại với thời tiết, các tỉnh ven biển thuộc Khánh Hòa và Bình Thuận, thời tiết tại đây sẽ ở ngưỡng dễ chịu hơn với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 34 độ, chiều tối thì mưa dông xảy ra ở một vài nơi. Phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu chi phối ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa Tây Nam nên về chiều tối thì có mưa dông xuất hiện. Ban ngày trời nắng gián đoạn nên nhiệt độ ít biến đổi, trưa chiều dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại vùng cao nguyên và từ 32 cho đến 35 độ tại Nam Bộ. Và tiếp theo là dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 40 độ, có nơi từ 39 đến 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 cho đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 36 cho đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 cho đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc là từ 37 cho đến 39 độ, phía Nam là từ 33 cho đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía Nam khu vực, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại các tỉnh miền Tây khu vực, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.